Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Sau đây mời các bạn đón xem. Tử Vi 6 tháng cuối năm 2021 tuổi Tân Mùi 1991 giàu có khủng khiếp, số đỏ may mắn, 100 tỷ cầm tay. Mệnh chủ tuổi Tân Mùi là những người thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén người sinh năm tân mùi thường là người khéo léo trong giao tiếp ứng xử vì vậy tuổi mùi mệnh thổ được mọi người xung quanh yêu quý hơn nữa họ luôn giúp đỡ những người có số phận bất hạnh bằng sự nhân hậu tốt bụng của mình họ mạnh mẽ quyết liệt trong công việc một khi đã đề ra mục tiêu thì sẽ cố gắng chinh phục bằng được tuổi tân mùi thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống những lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ mọi người xung quanh giúp đỡ Tử vi học có nói rằng trong năm 2021 tân sửu, mọi phương diện cuộc sống của tuổi tân mùi đều xấu do phạm phải xung thái tuế. Mệnh chủ vừa thoát khỏi hại thái tuế trong năm 2020 và dịch bệnh thì lại gặp phải thái tuế, tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa. Trong năm vừa gặp phải hung tinh, vừa có tiểu nhân quấy phá, đã khó khăn lại càng khó khăn hơn nữa. Ngày hôm nay Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ quý vị và các bạn về tử vi anh chị tuổi tân mùi sinh năm 1991, ở video này chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Tân Mùi trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của tuổi Tân Mùi trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Tân Mùi trong 6 tháng cuối năm 2021. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy cục diện sung thái tuế báo hiệu anh chị tuổi tân mùi trong thời gian này sẽ vấp phải không ít trở ngại trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Tuy nhiên, lửa thử vàng, gian nan thử sức, đừng vì thế mà nản lòng, vận mệnh nằm trong tay, anh chị vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh bằng chính năng lực và sự cố gắng của mình chỉ cần trong năm anh chị chú ý kiểm soát cảm xúc của bản thân chú ý lời ăn tiếng nói hành động có chừng mực dùng một trái tim nóng và cái đầu lạnh để suy xét mọi thứ thì không có điều gì quá đáng ngại tuy nhiên tài lộc có dấu hiệu bị hao tổn đặc biệt là rủi ro trong các dự án bất động sản đồng thời điều đó còn dẫn đến sức khỏe không tốt dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa hoặc nguy tai nạn bất ngờ đặc biệt anh chị cần lưu ý người xưa thường nói mỗi năm khi tương trùng cùng với sao thái tuế thì con giáp đó ắt có những khó khăn không thể tránh khỏi trong năm phạm thái tuế gia chủ dễ gặp phải nhiều điều bất thuận công việc khó khăn sức khỏe suy kém tình cảm lận đận tiền bạc tổn hao vì vậy để có thể hóa giải thầy ra cắt khuyên anh chị hãy mang bên mình một thẻ kim bài thái tuế kim bài thái tuế có hai mặt mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế Kim bài sẽ nghênh đón quý thần hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó anh chị có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Hai, vận trình của người tuổi Tân Mùi trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Công việc của anh chị tuổi Tân Mùi gặp nhiều trở ngại trong nửa cuối năm 2021, hiệu suất sụt giảm, làm nhiều nhưng hưởng ít, sai sót liên miên ảnh hưởng tới đường tiến thân tử vi của anh chị tuổi Tân Mùi trong 6 tháng cuối năm 2021 còn cho thấy rõ, xung thái tuế và nhiều hung tinh chiếu mệnh khiến anh chị khó kiểm soát cảm xúc, dễ bị kích động, làm việc tùy hứng hay để cảm xúc lấn át khiến người xung quanh. Nhìn chung, cơ hội phát triển sự nghiệp, mở rộng làm ăn của anh chị trong thời gian này sẽ không nhiều. Nếu có cũng rất nhỏ, không đáng kể. Thậm chí đôi khi anh chị còn vì ham chơi, thiếu sự tập trung mà bỏ bê công việc, dễ bị cấp trên nhắc nhở và khiển trách. Vậy nên trong thời điểm này anh chị hãy mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp anh chị xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu tài lộc tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc tử vi có cho biết thời gian này do cục diện xấu lại có đại hao chủ hao tán tiền bạc ảnh hưởng vận trình tài lộc của anh chị tuổi tân mùi sụt giảm hơn hẳn so với thời gian trước đó các hạng mục kinh doanh của anh chị trong nửa cuối năm tân sửu đều không đạt kết quả như mong muốn thậm chí có thời điểm vốn bỏ ra khá nhiều nhưng lãi chẳng thấy đâu khiến tinh thần của anh chị suy sụp khá nhanh tâm lý bất ổn trong thời điểm tài chính bấp bênh như vậy anh chị nên hạn chế tham gia đầu tư vào các dự án bất động sản cũng không nên mua nhà đất vội vàng nếu không anh chị sẽ bị sập bẫy kẻ lừa đảo vì chính sự nóng vội của bản thân tiền một đi không trở lại ngoài ra để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này thầy phong thủy khuyên anh chị tuổi tân mùi hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ anh chị trong công việc trong làm ăn và kinh doanh từ đó mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi và thành công hơn áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt thứ ba về mặt tình cảm gia đạo trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu 2021, anh chị tuổi Tân Mùi do gặp sao Hạn xấu chiếu mệnh nên đường tình duyên ảm đạm. Anh chị còn đang độc thân khó có cơ hội phát triển tình cảm cho dù anh chị đã cố gắng rất nhiều. Thậm chí, đôi khi sự nóng nảy, bảo thủ của anh chị còn gây phản cảm, tạo ấn tượng xấu với đối tượng mà anh chị thầm mến nên tình cảm càng thêm bế tắc. Ngoài ra với những anh chị đã có gia đình nhìn chung gia đạo khá bình ổn vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi đôi lúc có xung đột nhưng nếu cả hai đều nhường nhịn nhau cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ vấn đề không còn nghiêm trọng nữa để kích hoạt vận đào hoa thầy phong thủy khuyên anh chị tuổi tân mùi hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhan hợi mão mùi với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải xung khắc mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm tình cảm phát triển và đi lên đồng thời những anh chị đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Anh chị tuổi Tân Mùi trong 6 tháng cuối năm 2021 dễ mắc các bệnh về gan, túi mật và những nguy hiểm tiềm ẩn. Tuy nhiên, anh chị đừng quá lo lắng, bởi nếu được thăm khám kịp thời, gặp thầy gặp thuốc thì bệnh sẽ sớm thuyên giảm. Có điều anh chị vẫn cần chú ý đi lại cẩn thận để phòng bị té ngã hoặc tai nạn xe cộ nhất là thai phụ, chỉ cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại kẻo dễ bị động thai, thậm chí xảy thai. Cho nên trong thời gian này anh chị cần mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh, vòng tay sẽ giúp anh chị xua đuổi hung tinh, hóa giải vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ anh chị tuổi tân mùi trong thời gian sắp tới. 3. Hung cát từng tháng trong vận trình 6 tháng cuối năm tân sửu của tuổi tân mùi. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch tháng 7 âm lịch, vận thế của anh chị tuổi tân mùi không được thuận lợi như ý muốn. Đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, dù anh chị luôn cố gắng hết sức mình nhưng vẫn không tránh khỏi những rắc rối bất chợt xảy đến. Có thể kẻ tiểu nhân đang tác oai tác quái, kìm hãm bước phát triển của anh chị. Cho nên anh chị cần phải tinh tường để nhận ra ai là người thực sự đối tối với mình, ai là kẻ đang ngấm ngầm hãm hại. May mắn phương diện tài lộc trong tháng có những bước phát triển ổn định anh chị nên phát triển theo hướng chậm mà chắc chứ không nên vội vàng đầu tư vào những mối có thể thu hồi vốn một cách nhanh chóng. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Anh chị tuổi tân mùi sẽ phải làm việc khá vất vả trong tháng 8 âm lịch dù sự nghiệp đã dần ổn định hơn trước. Những khó khăn, vướng mắc trong khoảng thời gian trước đã được giải quyết phần lớn nên anh chị có thể thả lỏng hơn, không còn quá căng thẳng nữa. Tuy nhiên, sức khỏe lại có dấu hiệu suy giảm có lẽ đây là lúc anh chị cần buông xuống những gánh nặng và dành thời gian để yêu thương, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Đặc biệt trong thời điểm này, anh chị cũng không nên vội vàng đầu tư, dễ bị kẻ xấu lừa gạt dẫn đến cảnh phá tài. Thứ ba là tử vi tháng 9 âm lịch. Anh chị tuổi tân mùi sẽ phải chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần trong khoảng thời gian này. Đều do anh chị quá hiếu thắng và nóng lòng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình nên dễ đẩy chính mình vào những chuyện rắc rối không cần thiết, trên phương diện tiền bạc, anh chị có thể sẽ phải chi tiêu nhiều cho việc phô trương bản thân. Trên thực tế, anh chị không nhất thiết phải khoe mẽ nếu muốn nhận được sự chú ý của mọi người. Hãy tự tin là chính mình, người khác sẽ bị hấp dẫn bởi chính con người của anh chị. Thứ tư là từ vi tháng 10 âm lịch. Đến tháng 10, vận trình của anh chị tuổi Tân Mùi có dấu hiệu ổn định và phát triển rõ ràng hơn trước đó. Anh chị có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều, tạo động lực để anh chị có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Thứ năm là tử vi tháng 11 âm lịch. Dù đã bước vào thời điểm cuối năm 2021 nhưng vận trình của anh chị tuổi Tân Mùi vẫn không được thuận lợi như ý muốn cục diện tương hại khiến anh chị dễ vướng vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân nếu không đủ kinh nghiệm hoặc sự sáng suốt để nhận ra. Mối quan hệ giữa người thân trong gia đình cũng có dấu hiệu xa cách. Anh chị cần chú ý đến chuyện tình cảm nhiều hơn, dù công việc có bận rộn đến mấy thì cũng không nên dồn hết trách nhiệm chăm sóc nhà cửa cho nửa kia của mình. May mắn là phương diện tiền bạc không gặp phải vấn đề gì quá lớn, nếu chi tiêu hợp lý thì anh chị vẫn còn tiền để tiết kiệm, phòng biến cố xảy ra. Thứ sáu là tử vi tháng 12 âm lịch. Dưới sự tác động của cục diện tương xung, tháng 12 âm lịch anh chị tuổi Tân Mùi vẫn không được yên ổn. Dù đã cố gắng làm việc nhưng anh chị vẫn luôn phải chịu đựng sự đối nghịch của đồng nghiệp. May mắn tiền bạc có dấu hiệu tăng nhẹ, anh chị có thể nhận được các khoản tiền thưởng cuối năm, song thời điểm này cũng cần phải mua sắm rất nhiều thứ nên có thể khoản tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu. 4. Vận hạn của tuổi Tân Mùi trong vận trình nửa cuối năm 2021 Thứ nhất là sao hạn tuổi Tân Mùi, trong 6 tháng cuối năm 2021, anh tuổi tân mùi bị sao thái bạch chiếu mệnh. Đây là sao xấu gây hao tán tiền bạc. Dân gian có câu thái bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Không những vậy anh còn gặp phải hạn thiên la. Hạn thiên la chủ về đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Còn với chị tuổi tân mùi thì trong thời gian này may mắn được sao thái em chiếu mệnh. Sau này thường đem lại sự hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn về tiền tài, làm cho được tại nguyện những ước mơ của mình. Tuy nhiên chị cần chú ý hạn tam kheo thời điểm tới. Khi gặp hạn này chị nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi cung mệnh của anh chị tuổi kỳ mùi trong thời gian này gồm có các sao đại hao tuế phá thiên hư gây hao tán tiền của cản trở công việc và sức khỏe của anh chị cung tam hợp thì có các sao tăng môn điếu khách lưu hà báo hiệu gia đình có tang chế chuyện phiền muộn cuối cùng là cung sung chiếu gồm có các sao hoa cái thái tuế phá toái tăng lực cản cho công việc làm ăn điểm báo tiểu nhân quấy phá cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại